Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video tốt của máy phát điện Xuân Trường. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, bên máy phát điện Xuân Trường lại tiếp tục về được một con Shindewa 2500MP, công suất là 2,5 kVA. Thì con này nó chạy mạch AVR nên là nó có thể chạy được cả tần số 50 và tần số 60. Thì với một cái công suất như vậy thì bao cho anh em chạy một chiếc điều hòa 12.000 cộng với lại quạt bóng, TV, tủ lạnh, điện thắp sáng trong gia đình. Đó, và với cái mức độ chạy như vậy thì nhiên liệu của nó chỉ tiêu thụ khoảng độ 0,6 đến 0,8 lít trên 1 giờ nha mọi người nhé. Và nó cực kỳ là tiết kiệm luôn. Thì hôm nay mình về được 5 con Shindewa này thì mình đã cho anh em dọn và quay trước một con cho mọi người xem. Đó, thì con này thì nó gọi là đẹp nhất ở trong cái lô đó. Thì hôm nay là mình sẽ lên một cái video test tải cho mọi người xem. Thì đối với lại máy xăng thùng cách âm có đề nổ và có rất nổ như cái con này thì hiện tại nó là cái dòng máy mà êm nhất trong cái phân khúc máy xăng nhá mọi người nhá. Êm nhất luôn, êm nhất và đời cao nhất của cái máy xăng nhá mọi người nhá. Đó, thì sau đây thì mình sẽ đi vào chi tiết cũng như test tải luôn. Thì hiện tại là mình đang nổ máy đây, như mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó, mọi người có thể nghe là máy nó nổ rất là êm. Cái này đối với cái chiếc máy này phù hợp với anh em là ví dụ như ở những cái khu đô thị liền kề hay là những cái nhà mà ở ngoài thị trấn, thành phố thì sử dụng một con này thì phải nói là nó tuyệt vời. Đó, bởi vì là cái mức độ tiếng nổ của nó kêu nổ cực kỳ êm. Thì sau đây mình sẽ test tải này. Đây là một cái con đun nước 2000W quá quen thuộc rồi. Đây thì mình sẽ đấy. Đó, mình đã đóng tải. Đóng tải thì lát nữa mình sẽ thử đốt cháy nó nha mọi người nhá. Đây, máy đang có tải nhá. Chạy cực kỳ là êm luôn. Rất là êm luôn nha mọi người nhá. Con này với cái mã số của nó là SG40047. Đó. Đây, bên trong máy đây. Máy test tải 2000W mà nổ rất là êm luôn. Đó. Thì cái con này cái odo của nó thì chỉ chạy được có 357 giờ nha mọi người nhá. Chạy được có 357 giờ và nói là nó chạy cực kỳ ít giờ. Đó, và cái máy móc thì mọi người cũng có thể nhìn thấy đây. Đó, khi mà vận chuyển ở bên Nhật về thì đôi khi là có những cái con mà máy nó cũng không thể là thùng thiếc, nó bị bóp méo hay là chảy xước đi, nhưng mà con này thì phải nói là nó cũng là rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Đây, máy đang nổ test tải 2000W. Thì con này điện mình đã chuyển lên là 220V ở trên cầu đấu rồi nhá mọi người nhá. Thì đồng hồ thì mình vẫn để đồng hồ nguyên zin. Đồng hồ thì mình vẫn để đồng hồ nguyên zin 110. Thì anh em nào mà có nhu cầu chẳng hạn thì mình sẽ là chuyển đổi sang điện là sang đứng đồng hồ 220V cho mọi người. Đó, đây là cái tem thông số của nó này, 50Hz từ 100V này, 2,2 kVA ở tần số 50Hz và 2,5 kVA ở tần số 60Hz nhé mọi người nhé. Đó, con này thì máy của nó là máy đề nổ. Đó, máy đề nổ đây, mình có thể mình tắt tải đi và mình đề lại cho mọi người xem này. Đó, đây nhá, mình đề đổ con này thì nó chỉ cần lắc chìa khóa cái là nổ rồi. Đó, lắc chìa khóa cái là nổ. Nó nổ thì nó là cực kỳ êm luôn. Đó, lại bật tải lên đấy. Đấy, những cái bánh xe này, mọi người thấy những cái bánh xe này. Đó, rất là trắng tinh luôn nhá. Đây, cái cong nó lướt đây, mọi người thấy những cái cong này. Nhiệt độ nó rất là cao luôn đấy, nó đã cháy rồi mọi người nhá. Đó, thì anh em nào có nhu cầu mua máy thì cứ xin liên hệ qua số điện thoại là 0963638195 thì mình sẽ báo giá cũng như là gửi ảnh chi tiết cho mọi người. Với cái bán kính là 150 km quay đầu thì bên mình sẽ hoàn toàn là lắp đặt và test tải tận nhà cho mọi người, ok thì mới lấy tiền đó. Và trên 150 km thì bên mình sẽ gửi bên một là bên Viettel Post, hai là gửi xe khách đó, và đều là nhận hàng kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền nhé mọi người nhá. Đó, thì sau đây thì xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình trong suốt cái thời gian vừa rồi, và hãy nhấn một nút like và cũng như một nút đăng ký kênh để theo dõi cái kênh máy phát điện Xuân Trường của mình nhiều hơn nhé mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin tạm biệt.